KPI kết hợp dữ liệu mục tiêu kinh doanh và mục tiêu phòng ban để đóng vai trò là kim chỉ nam cho sự thành công. Nếu không có phần đầu tiên là dữ liệu, KPI chỉ là trừu tượng và mang tính khái niệm mà thôi. Xin chào quý anh chị, tôi là David Trần Xuân Hòa, nhà huấn luyện doanh nghiệp của Accent Coach CBD Firm. Có câu nói nổi tiếng của ông Peter Drucker, What gets measured gets done. Có nghĩa là cái gì đo lường được thì mới thực hiện được. David muốn nói đến đó là KPI. Và các chủ doanh nghiệp thường hay hỏi tại sao chúng ta cần KPI? Tại sao sử dụng KPI? Tại sao KPI quan trọng? Vậy KPI là gì? Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. KPI là thước đo hiệu suất có thể định lượng được theo thời gian cho mục tiêu, một chiến lược cụ thể. Các chủ doanh nghiệp và cấp quản lý sử dụng KPI để đánh giá hiệu quả của những nỗ lực của họ và đưa ra các quyết định xác suất hơn. Những thách thức mà các chủ doanh nghiệp hay gặp phải khi triển khai KPI là: thứ nhất, mục tiêu không rõ ràng hoặc không thể đạt được. Thứ hai là thiếu giao tiếp. Thứ ba là không có kế hoạch hành động. Và cuối cùng là thiếu đo lường KPI. Lý do phổ biến nhất khiến KPI không thành công là vì chúng có thể khó đo lường. KPI kết hợp dữ liệu mục tiêu kinh doanh và mục tiêu phòng ban để đóng vai trò là kim chỉ nam cho sự thành công. Nếu không có phần đầu tiên là dữ liệu, KPI chỉ là trừu tượng mà mang tính khái niệm mà thôi. Nhưng đối với KPI của anh chị chủ doanh nghiệp, hãy chắc chắn rằng anh chị đo lường được những gì quan trọng, các mục tiêu chiến lược mà sẽ giúp anh chị đạt được các mục tiêu cao hơn của doanh nghiệp, và để có được công cụ phù hợp cũng như biết lý do đằng sau KPI của anh chị là gì. David xin mời các anh chị cùng tham gia phần trình bày Roundtable 10 chìa khóa để có KPI hiệu quả và mạnh mẽ của David tại kỳ Planning Bootcamp 26 được tổ chức trong 3 ngày tại thành phố Quy Nhơn từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12. Anh chị còn chần chừ gì nữa, hãy đăng ký ngay và hẹn gặp lại quý anh chị tại thành phố Quy Nhơn xinh đẹp.